Chào mừng anh em đã quay trở lại với bản tin sáng của Góc Arsenal. Một ngày mới đã đến và hãy cùng chúng mình tới với những tin tức mới nhất về câu lạc bộ thân yêu ở trong 24 giờ đã qua. Trước khi vào bản tin chi tiết, anh em đừng quên ấn like và đăng ký kênh để qua đó ủng hộ chúng mình nha. Alan Shearer dự đoán thứ hạng của Arsenal. Chứng kiến Arsenal và Man City đều thắng ở vòng 1 ngoại hạng Anh, huyền thoại của Premier League, Alan Shearer đã đưa ra nhận định. Tôi nghĩ với chất lượng mà Man City đang có, họ sẽ bảo vệ thành công chức vô địch. Họ có thể khởi đầu chậm chạp hoặc có thể là uể oải. Họ đã chứng minh rằng họ có thể hồi phục ngay sau đó. Tôi cũng nghĩ rằng Arsenal sẽ về đích ở vị trí thứ hai. Nhưng tôi nghĩ Arsenal sẽ dồn ép Man City bằng mọi cách vì tôi đã bị ấn tượng bởi những bản hợp đồng của họ. Roy hành động đẳng cấp với Arsenal. Cổ động viên West Ham tức điên. Declan Roy đã có tên trong đội hình xuất phát của Arsenal sau vụ chuyển nhượng hè trị giá 105 triệu bảng từ West Ham. Anh gây ấn tượng tại sân vận động Emirates khi đội nhà tiếp đón Nottingham. Nếu may mắn và dứt điểm chuẩn xác hơn, Roy đã có thể mở tài khoản trong màu áo của Arsenal. Song, Mats Hummels lại chơi xuất sắc để từ chối những nỗ lực dứt điểm của ngôi sao sinh năm 1999. Bên cạnh màn trình diễn chuyên môn, cầu thủ 24 tuổi còn có hành động ghi điểm lớn với cổ động viên Arsenal. Theo đó, thì trong thời điểm hai đội làm thủ tục trước trận, Roy được nhìn thấy hát theo bài hát chính thức của Arsenal mang tên The Angel, Not to Learn Forever, một cách mãnh liệt và nghiêm túc. Việc làm của Roy khiến cổ động viên West Ham tức giận. Một số người gọi ngôi sao người Anh là kẻ phản bội. Được biết, The Angel, Not to Learn Forever được ca sĩ kiêm nhạc sĩ địa phương Louis Dunford viết vào năm 2022. Nó là bức thư tình gửi tới Arsenal và nhanh chóng được pháo thủ chấp nhận. Dunford thậm chí còn được Arteta mời tới gặp đội khi huấn luyện viên này biết tới giai điệu ngày càng phổ biến. Hai đội theo đuổi, Lokonga chưa chốt được biến đỗ. Arsenal đã bắt đầu mùa giải Premier League như mong đợi với một chiến thắng. Lokonga thậm chí còn không ngồi dự bị trong trận đấu. Điều này cho thấy Arteta không coi cầu thủ này là nhân tố nằm trong kế hoạch của ông. Taffolieri đã đưa tin về tương lai của Arsenal. Anh nói: "Tôi đã được thông tin rằng cuộc gặp bên lề của Sambi Lokonga và Verley với các điều khoản cá nhân không được đáp ứng kỳ vọng và giờ nó phức tạp hơn dự kiến." Đó cũng là lý do tại sao mọi thứ vẫn yên tĩnh kể từ ngày 2 tháng 8. AS Monaco vẫn quan tâm tới tiền vệ người Bỉ và nắm bắt thông tin gần đây. Nhưng cho tới nay vẫn chưa có gì cụ thể. Thương vụ sẽ tiếp diễn cho tới cuối phiên chợ hè. Verley hay Monaco đều sẽ là những bước đi tuyệt vời cho cầu thủ trẻ. Anh có thể có suất đá chính và vẫn sẽ được chơi bóng đá một cách đỉnh cao. Với việc Arsenal đang cố gắng giành danh hiệu như hiện nay, rất khó để các cầu thủ trẻ lọt vào đội 1. Rio Ferdinand hết lời khen ngợi Eddie Nketiah. Gabriel Jesus là lựa chọn ưa thích của Arteta cho Arsenal. Nhưng kể từ khi cập bến Emirates, cầu thủ người Brazil đã phải vật lộn với chấn thương. Do đó, Arteta buộc phải dựa vào Eddie Nketiah. Tiền đạo người Anh luôn tạo nên khác biệt mỗi khi đá chính từ đầu. Pha lập công vào lưới Forest là bàn thắng thứ 9 trong 18 trận xuất phát. Chứng kiến những gì Nketiah thể hiện, cựu danh thủ Rio Ferdinand cho hay: "Mọi người nói rằng cậu ấy có phải là người phù hợp, có thể hiện trách nhiệm nếu chơi suốt vắng mặt, có thể ghi bàn giúp Arsenal vô địch và gặt hái thành công không?" Nketiah đã có câu trả lời cho tất cả. Cậu bé này biết cách ghi bàn mà cậu ấy đã làm điều đó trong suốt sự nghiệp của mình. Cậu ấy siêng năng, chăm chỉ tập luyện. Dù bạn nghĩ gì về Nketiah, cậu ấy đều biết cách đưa bóng vào lưới. Cậu ấy có thể dứt điểm. Nketiah rất có giá trị. Cậu ấy đã thể hiện được bản thân vào mùa trước khi Jesus dính chấn thương. Arteta xác định tân binh tiếp theo sau David Raya. Theo tiết lộ từ Dean Jones bên cạnh David Raya, Arsenal có thể tiếp tục chiêu mộ thêm một vài tân binh trước khi thị trường chuyển nhượng mùa hè đóng cửa. Jones khẳng định kế hoạch của huấn luyện viên Arteta là củng cố lại tuyến giữa và tối ưu tiên là một tiền vệ giàu thể chất. Ký giả người Anh cho biết:
Một vị trí rõ ràng để Arsenal tăng cường sức mạnh là trung tâm hàng tiền vệ, nơi mà họ có thể thiếu đi sự quyết liệt. Tôi được biết, Arteta đã nhấn mạnh với bộ phận chuyển nhượng rằng ông ấy muốn họ khám phá những lựa chọn có thể đương đầu với cường độ thể chất tại Premier League. Từ bây giờ, họ sẽ phải đụng độ nhiều hơn với những đối thủ giàu thể lực. Nhưng vẫn có khả năng Arsenal sẽ đem về một cầu thủ có sự tinh tế, bổ sung thêm chiều sâu cho khả năng sáng tạo và tìm kiếm bàn thắng. Cuối kỳ chuyển nhượng sẽ là một thời điểm thú vị, nhưng nếu đột nhiên bạn thấy các tiêu đề gợi ý rằng Arsenal sẽ chi tiêu 50 triệu bảng hoặc bất cứ khoản phí nào tương tự, hãy thận trọng. Chuyên gia bày tỏ về Rice và Pasty. Declan Rice vừa có trận ra mắt Arsenal tại Premier League và Michael Richards lo sợ sự xuất hiện của tân binh người Anh sẽ ảnh hưởng tới Thomas Partey. Khi được hỏi cảm nghĩ gì về chiến thuật tại hàng tiền vệ của Arteta, Richards nhận định trên BBC: "Đối với tôi không chắc chiến thuật đó có hiệu quả vào ngày hôm nay hay không. Pasty bắt đầu tại vị trí hậu vệ phải và tôi có thể thấy ý định từ đầu trận đấu. Ý tưởng của Arsenal là để Pasty di chuyển vào trong từ cánh phải, có đó tạo điều kiện cho Saka bước vào những pha bóng một đấu một đối với đối thủ. Dù vậy, lối đá của Arsenal thiếu tốc độ và uyển chuyển. Họ đã giành kết quả tốt nhưng lại thi đấu quá chậm. Mọi người đặt câu hỏi phải làm cách nào để Bright và Pasty cùng hòa hợp trong hệ thống này. Họ thử chiến thuật mới ngày hôm nay và đã thắng, nhưng tôi không nghĩ mọi thứ hoạt động hiệu quả. Tôi biết đây chỉ là trận đấu đầu tiên của mùa giải. Khi có bóng, Pasty thật xuất sắc, nhưng xét về tính linh hoạt của cả đội, tôi không nghĩ nó diễn ra trơn tru." Động thái chuyển nhượng xuất sắc của Arsenal. Trao đổi với Give Me Sport, ký giả Dean Jones đã lên tiếng khen ngợi một thương vụ chuyển nhượng của pháo thủ. Trái với dự đoán, David Raya thực sự chỉ cầu biến Arsenal thông qua một bản hợp đồng cho mượn, kèm theo điều khoản mua đất. Và theo tiết lộ từ Dean Jones, việc không bỏ ra một khoản tiền lớn dành cho Raya sẽ giúp đội bóng chủ sân Emirates có thể chiêu mộ thêm tân binh trong thời gian tới. Ký giả người Anh cho biết: "Tin tức về bản hợp đồng cho mượn của Raya là một động thái chuyển nhượng hoàn toàn xuất sắc đối với Arsenal. Nó sẽ mở ra cánh cửa cho việc chiêu mộ thêm tân binh. Trong suốt phiên chợ hè, tôi đã khẳng định rằng Arsenal sẽ nuôi hy vọng tới cuối kỳ chuyển nhượng để bổ sung chất lượng đội hình. Với tôi, viễn cảnh đó hiện tại vẫn hoàn toàn có khả thi. Tôi đã rất ngạc nhiên khi nhận thấy sự quan tâm của Arsenal dành cho Raya, bởi vì tôi không cho rằng việc họ chi trả 40 triệu bảng cho một thủ môn là hợp lý. Nhưng bây giờ, với một bản hợp đồng cho mượn, thương vụ này là hoàn toàn sáng suốt."